Thống kê sơ bộ từ đầu mùa mưa tại thành phố Đà Nẵng cho thấy là có khoảng trên 40 điểm ngập lụt cục bộ tại quận Nội Thành và có nơi thì nước lên đến hơn nửa mét. Nhiều phương án tạm thời đang được triển khai khắc phục. Tuy nhiên, về lâu về dài thì vẫn cần phải có những giải pháp căn cơ và bền vững hơn. 5 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Ba luôn phải chịu cảnh sống chung với lụt lội như thế này. Mỗi khi mùa mưa đến, hàng chục hộ dân tại khu phố 48 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn lại lo cảnh ngập lụt, nước tràn vào nhà. Từ đường nước cao là có phải tới ngực luôn mùa đó. Vô trong này nó cạn dần. Thì quanh vô nhà rồi thì ngập nước rồi, có bữa nó ăn không được, rồi có bữa thì ăn mì cua, có bữa thì nhịn thâu với nước chỗ mồ náo. Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, riêng khu vực nội thị có khoảng trên 40 điểm ngập lụt, có nơi ngập sâu đến hơn nửa mét, gây không ít khó khăn cho việc đi lại cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân. Như các đặc biệt chống ngập, bây giờ là chúng tôi cũng đề xuất cái máy phát điện dự phòng trừ trường hợp cấp điện, rồi đề xuất các cái máy bơm dự phòng trừ trường hợp là máy bơm bị sự cố, và một số cái đề xuất về các cái trạm bơm di động trường hợp mà nó ngập nhiều thì mình di động để mình xử lý vấn đề này. Trước tình hình mưa bão đang còn diễn biến phức tạp, đại diện Sở Xây dựng cho biết đơn vị đã bố trí nhân lực thường xuyên theo dõi, đồng thời nhanh chóng xử lý thoát nước tại những khu vực trung tâm, 4 trạm bơm Thuận Phước, Trần Thị Lý, Trương Chí Cương, K20 với tổng công suất trên 20 m³/giây sẽ được vận hành tối đa khi khu vực nội thị xuất hiện ngập úng cục bộ.